đi, nói thiệt đi. Ôi thì nó cũng nó cũng ngon. Nó cũng ngon. Thì đó. Thì nói chung là nhưng mà ổng làm xuất sắc bằng món bên em. Món bên em vừa mặn nè, vừa mà vừa khó ăn nè. Đó là về bằng được món bên em. Làm về bằng được món bên em. Đúng rồi. Khó ăn mới là khó làm đúng không? Thì đó, mấy món ăn mà đơn giản làm vô bỏ ốc vô dễ. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chiên xu cay gấp đôi mới. Ôi, mặn quá, mặn quá, mặn quá, mặn quá. Em bia đi kìa. Mà chị Dũng có vẻ thấy chương trình rồi đó, bắt đầu đàn ra ngoài đúng không? Tại vì Dũng, Dũng mê thích khám phá và thay mỗi khi mà không có đi ra ngoài ăn được thì hay cuối tuần hay rủ bạn bè về nhà. Lâu lâu, như gọi là chỗ tài nấu nướng. Tại vì ý nghĩ là những người mà ở bên Mỹ là người biết rất hay nấu ăn. À đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là, đúng là tại vì thường là cuối kèm đi ở nhà. Party ở nhà đó cho nên là sẽ vui. Bạn bè nhưng tới, mà nhưng một, mà một món. Thì đó. Chính xác. Mà vui cái là tại vì hôm nay có đồng đội đó. Đợi bạn tới tôi. Ok, nêm nếm đồ được. Đó. Sau chương trình này có thể là Yến sẽ bắt đầu kết bạn cái Dũng. Và chúng ta sẽ đi đi chương trình nấu ăn cùng nhau cũng được đó. Sẽ cố gắng nhau đó được nha. Ủa có kìa, hãy quay qua gương mặt này nè, hãy quay qua đây. Một gương mặt gato. Sao môi kìa dữ vậy em? Không muốn đổi, đổi thi không em. Cái món của chị á, nói chung là nói không công bằng, công bằng thì nó móc hết trái tim mà nói thì nó thiệt đi. Ôi, thì nó cũng nó cũng ngon. Nó cũng ngon. Thì đó. Thì nói chung là, nhưng mà ổng làm xuất sắc bằng món bên em. Món bên em vừa mặn nè, vừa khó ăn nè. Đó là về bằng được món bên em. Làm về bằng được món bên em. Đúng rồi. Khó ăn mới là khó làm đúng không? Thì đó, mấy món ăn mà đơn giản làm vô bỏ ốc vô dễ. Chỉ có mà dòng nó bên em là thiệt đó, là hơn hẳn luôn. Nặng hơn mà, khó ăn hơn, ốc khó lấy hơn, mà tanh nữa. Tanh hơn, lỏng hơn, lỏng cái gì lỏng hơn, nước lỏng. Đó, dễ gì bên chị nấu được là phô mai ra phô mai. Thôi được rồi, chị để em lại đây nha, bye bye em. Muối ra muối, thường nó được. Qua ăn của em chứ. Nope. Dạ thôi, chị bụng dữ yếu. Chị, ăn món bên em đã đi. Không ai thèm ăn món bên tôi cả. Chúng tôi nấu rất ngon. Lúc chúng tôi thỉnh đầu bếp là anh Nguyên Khang, chủ nhà hàng Chả Cá Đế Vương, về đây anh nấu thiệt. Còn kế bên bà Lâm Vĩ Dạ, kế bên của em, chị là người đàn bà có hai đứa con rồi, lên chương trình là chị giả nai thôi. Chị nấu ăn rất là ngon. Chị nêm nếm món nào nhưng không nói nha quý vị nha. Goodbye Lâm Vĩ Dạ. Chị làm gì cho có tác dụng trong cái căn bếp cái đĩa, lấy cái đĩa ra để trang trí ra. Lấy cái dĩa ra để cho anh Khang trang trí. Dạ. Rồi, xong. Mắm, được. Nước mắm yên xay cho Dũng ra xíu đường cho đó đi. Ok rồi. Bớt nước mắm ra pha sẵn á. Biết rồi. Tô kẹo luôn. Anh à, phô mai mình để trong microwave cho nó chảy ra rồi mình lát là mình chan lên cái ốc. Anh tin anh đi. Anh ơi, nhiều hầm vô cho nó thơm. Thôi được rồi bé. Anh tin anh đi. Nhiều quá. Thơm. Anh cho nhiều gia vị quá nó bị mặn á. No. Anh tin anh đi. Nghe em đi. Em nấu ăn là hơi bị đỉnh đó. Trời. Em qua nhà chị Dạ là toàn ăn khô không nha. Anh nghĩ một bà mẹ hai con. Em nấu ăn từ hồi mười mấy tuổi cơ. Anh tin em đi, tin em đi. Bên đây là món gì? Dạ, bên quán tụi em đang làm món ốc xào bơ sữa cho tỏi cho khách. Ốc xào bơ gì? Ốc xào bơ phô mai cho khách. Ốc xào bơ phô mai. Anh mình lấy cái sạn anh, mình làm cho lẹ. Bác vậy làm gì vậy Dạ? Dạ, sắt hành tây hạt liệu. Có chưa bé ơi? Dạ rồi ạ. Em thật sự là không hiểu anh đang làm cái quái gì ở trong bếp. Em mới không hiểu chị đang làm cái quái gì trong bếp. Chị xác anh cũng vậy. Em ngồi nói chị quá. Chị cứ nói không à. Anh phải bỏ bơ vô trước. Từ từ, nó khét á, em bỏ vô trước bơ, nó bị bơ khét. Bơ cho nó bị khét anh. Phải đợi cho nó vàng xíu nữa anh ơi. Bỏ đưa đi, nó nóng nó chảy nè. Thôi Yến nghĩ là một món thôi. Ok, một cái này luôn là bỏ là ngon, đảm bảo luôn á. Thơm quá này nha. Nhưng mà nước mắm mà cho phô mai nó kỳ lắm. Nước mắm mà cho phô mai nó kỳ. Thấy ngon mà. Em thật là chán nản đội của em phải đi qua đội khác em coi thôi. Trời ơi, sao bỏ nước mắm nhiều vậy? Mới ngon. Cái này là món ốc ngào đường à. Ôi, sao mình phí vậy? Ủa? Ôi, người ta chưa làm xong mà. Cái kỳ vậy? Ủa, em tưởng xong rồi. No.
cái gì vậy em? Ủa em đi làm cái gì vậy? Bớt đi chung cái gì vậy? Đi về đi. Lớn rồi nó không thích đâu. Đi nữa, lại đi vòng nữa. Bớt về nhà. Muối bây giờ muối chanh hả? Đi kìa, muối tiêu chanh kìa. Cho miếng nước vô cho nó sánh em. Cho miếng nước nó hơi bị ít. Nó phải kẹo như vậy mới ngon. Miếng bơ ngon. Ê, anh cứ nhấc lên là nó sẽ bị mất. Em thì em học nấu món ngon ở đâu vậy? Tự làm. Trời. Hay vậy ta. Ủa con này, cái cuối cùng. Em sợ bỏ cheese vô nó bị phá mùi. Vậy thì một cái bỏ vào. Một cái bỏ vào nha. Thử đi. Cho tôi. Ớt nơi để nó khô nước. Kính thưa quý vị, thật ra thì đội của mình á thì giỏi quá. Mình cảm thấy mình rất là tự hào về đội của mình. Đó, bây giờ thì ngồi chơi thôi. Cho thêm đây, cho thêm miếng cà chua đi. Cà chua, cắt thêm cà chua. Cà chua, cắt cà chua, cắt cà chua. Ủa, món này có cà chua hả? Có. Cà chua để làm gì, vô lý. Cà chua để trang trí à. Đó, ok. Xong à, và được hai món luôn à. Các bạn xong chưa? Làm gì vậy? Canh ốc hả? Đây là món ốc xào đậu bụng nha. Lên láng nha. Ốc hầm. Ốc hầm. À, cái trang xong con ba tan chảy. Đây ba múc canh à. Mình rảnh mà vô mình luận à. Wow, vàng hay quá. Rất là điêu luyện. Ồ, nóng. Bày biện à, đang bày biện. À, đợi mình bớt nhiều chuyện lại đi à. Yeah. 10 giây còn lại. 10. 9. Để được có 4 con là lẻ đi mọi người. 7. 6. Rồi, đại đi, đại đi. Rồi. Ủa sao có mấy con? 3, có con vậy? 2. 1. Hết giờ. Hết giờ. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, 20 giờ từ ngày 21 tháng 11.